con gái thứ hai nhà Tô Tể Tướng vô cùng si mê Thái tử Điện Hạ. Trưởng tỷ vừa mới qua đời là đã vội vàng muốn gả cho tỷ phu rồi. Sao ta lại nghe nói lúc trước Tô Nhị tiểu thư đã có hôn ước với Nam Xuyên Dương, sau đó bỏ trốn theo nam nhân khác thì bị bắt, còn hủy hôn nữa, chứ còn gì nữa. Chẳng thèm nể nang đến tình cảm tỷ muội gì cả. Chỉ tiếc cho thái tử suốt đời đi đổ vỏ cho người ta. Đúng là hạng nữ nhân lăng loàn. Nàng thành thân với kẻ khác ư, Nhan Nhi? Nhị tiểu thư Tô gia, Tô Nhan. Điện hạ, là người phải không? Thái tử Điện Hạ, không ngờ có kẻ to gan dám phá hỏng hôn lễ của ngài. Thuộc hạ nhất định sẽ bắt hắn về quy án. Thái tử Vũ Văn Ưng Nhân. Nhan Nhi, nàng đang đợi ta sao? Nàng thành thân với kẻ khác ư? Nàng mặc lễ phục là vì Vũ Văn Ưng Nhân sao? Có phải tối nay nàng còn định động phòng với hắn không? Chàng buông ta ra, A Uy. Sao nàng lại gả cho hắn? Chẳng phải nàng từng nói muốn gả cho ta sao? Lẽ nào nàng không giữ lời sao? A Uy, ở đây là phủ thái tử, cha bình tĩnh đi. Chúng ta cược đi, cuối cùng nàng cũng sẽ về bên ta. Nhan Nhi mặc y phục này rất đẹp, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nàng mặc nó vì kẻ khác là ta lại muốn xé toạc nó ra. Trong lòng Vũ Văn Ưng Nhân chỉ có Tô Uyển. Yên tâm đi, hắn sẽ không chạm vào nàng đâu. Nàng hãy ngoan ngoãn đợi ta đến đón. Còn nữa, tân hôn vui vẻ, tân nương của ta. Xin lỗi A Uy. Đây là di nguyện trước khi lâm chung của tỷ tỷ ta. Ta không hối hận. Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thừa Nhi, không phụ sự ủy thác của tỷ tỷ. Tốt lắm. Thân gửi Tô Nhan. Ưng Nhân, thiếp và chàng đều hiểu. Bây giờ Nhan Nhi là điểm yếu của Nam Xuyên Dương. Thiếp để Nhan Nhi ở lại bên cạnh chàng, thực hiện ước hẹn 5 năm. Như vậy, chỉ cần có muội ấy, toàn bộ đội quân của Nam Xuyên Dương sẽ là cái khiên cứng cáp nhất để chàng bình định giang sơn. Nếu tương lai có biến cố gì, thiếp nghĩ hẳn chàng cũng biết nên làm gì.
10 ngày sau, khi muội đọc được lá thư này thì tỷ đã về nơi chính suối. Sinh lão bệnh tử là chuyện tất yếu ở đời. Nhan Nhi đừng quá đau lòng. Tỷ mắc bệnh nan y, biết rõ sẽ có ngày này. Có điều tỷ vẫn còn lo lắng cho Thừa Nhi. Nó tuổi còn nhỏ, vẫn chưa biết tỷ là mẫu thân của nó. Bây giờ điều cục rối ren, thái tử yếu thế, ân nhân bị xoay dần, lực bất tòng tâm, khó tránh chăm sóc Thừa Nhi không chu toàn. Nhan Nhi, từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ chưa từng cầu xin muội điều gì, bây giờ chỉ cầu xin muội một lần thôi. Sau khi tỷ đi, hãy thay tỷ chăm sóc cho Thừa Nhi, không cần một đời một kiếp, chỉ xin muội cho tỷ 5 năm. Chăm Thừa Nhi khôn lớn, đợi nó biết đọc biết viết, biết gọi một tiếng mẫu thân, là tỷ đã thỏa nguyện rồi. Nhan Nhi, trước lúc ly biệt trần gian, tỷ chỉ có ước nguyện vậy thôi. Mong muội niệm tình tỷ muội nhiều năm, hãy tác thành cho tỷ tỷ Tô Uyển Tuyệt Bút. 5 năm sau, năm thứ 5, Vũ Văn Ưng Nhân đăng cơ hoàng đế. Lỗ Quốc Công cấu kết Dụ Dương và Thần Dương phát động cuộc đảo chính, hoàng thành gặp nguy. Đi thôi. Nghe nói Dụ Dương sắp đánh vào đây rồi. Phải, Dụ Dương đã xông vào cung rồi, mau chạy thôi. Nhưng còn nương nương thì sao? Giờ này còn hoàng hậu với nương nương gì nữa? Giữ được mạng là quan trọng nhất. Đã gửi thư đi chưa? Đã tìm được công chúa đáng tin, mau chóng thúc ngựa gửi về phía nam rồi ạ. Nhưng nương nương, gửi thư này đi có ích gì không? Chức Lam, ngươi đi đi. Còn người thì sao? Ta đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất rồi. Không có lỗi với bản thân, cũng không có lỗi với tỷ tỷ. Nương nương, hẹn ước 5 năm của người và bệ hạ sắp kết thúc rồi, người hà tất phải làm như vậy? Con trai của tiên hoàng hậu Tô Uyển, Vũ Văn Thừa An. Nhan Nhi, chúng ta đã chịu đựng ở trong cung bao lâu nay, giờ là lúc phải đi rồi. Sức khỏe của trẫm, trẫm biết rõ. Có điều Thừa Nhi còn nhỏ, nếu trẫm chết thì hai mẹ con nàng ắt sẽ không đối phó nổi với những kẻ bên ngoài cung. Bọn chúng thèm khát hoàng vị đến mất trí rồi. Bọn chúng sẽ không quan tâm đến tôn ti trên dưới gì nữa. Nếu trẫm còn sống, vậy thì trẫm còn có thể kéo dài thêm ít lâu thay hai mẹ con nàng, để bọn chúng không còn bận tâm đến chuyện khác. Chúng ta đã tới đường cùng rồi. Bệ hạ, thiếp đã gửi thư cầu cứu đến Nam Xuyên Dương rồi. Trong tay chàng ấy vẫn còn binh mã. Nếu chàng ấy đã gửi thư mấy ngày rồi? 7 ngày. Ác hẳn Nam Xuyên Dương cũng không quan tâm đến những chuyện này. Địch xông vào cung giết người rồi. Địch xông vào cung giết người rồi. Nhan Nhi, trẫm sai người dẫn nàng ra ngoài từ cổng bên. Cẩn thận, mau lên nào. Thừa Nhi, mẫu thân, Thừa Nhi không sao chứ? Nương nương, nhân lúc quân địch chưa kéo đến, chúng ta mau chạy đi.
đã xử lý hết kẻ xấu ở Hàng Ninh Cung rồi. Nương nương và tiểu hoàng tử không cần phải sợ. Nương nương, đa tạ. Xin đừng làm như vậy. Là ngươi? Tại hạ là đại tướng quân Nam Xuyên Sở Ly, phụng mệnh Nam Xuyên Dương tới cứu giá. Nam Xuyên Dương, chàng ấy tới thật sao? Dạ, thật náo nhiệt. Nam Xuyên Dương, ngươi giỏi lắm. Chính ngươi đã hủy hoại mọi mưu đồ của ta. Ta phải giết ngươi. Nam Xuyên Dương Vũ Văn Uyên tới đây cứu giá. Vũ Dương, thần Dương dám mưu phản bức vua thoái vị, thần đệ thay hoàng huynh giết hết bọn chúng được không? Do thần đệ nhất thời hồ đồ, mong hoàng huynh tha mạng. Mong hoàng huynh tha mạng. Bọn đệ đều biết hoàng huynh là một quân vương nhân từ, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm giết huynh đệ ruột thịt như bọn đệ đâu, phải không? Phải đấy hoàng huynh. Huynh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta thường chơi đùa cùng nhau mà. Mau lên. Sao các ngươi thiếu phép tắc vậy? Giết người trước mặt hoàng thượng không hay đâu. Dẫn đi, đưa chúng đến tử lao. Hoàng huynh tha mạng. Hoàng huynh tha mạng. Hoàng huynh tha mạng. Vì tuổi thọ của hoàng huynh ngắn ngủi nên đã giết Di Chiếu rồi chứ? Thần đệ rất tò mò, có phải huynh đã truyền hoàng vị này cho vị hoàng tử vừa ra đời đã mất mẹ rồi phải không? Nó ngồi vị trí này có vững không? Đa tạ. Huynh chắc chắn rằng ta không cần hoàng vị phải không? Nếu đệ cần hoàng vị thì hoàn toàn có thể đợi chúng vào thành giết chết trẫm và hoàng tử, rồi lúc đó đệ dẹp loạn, chẳng phải danh chính ngôn thuận hơn sao? Vũ Văn Uyên, rốt cuộc đệ muốn cái gì? Hoàng thượng ngày càng thú vị đấy, nhưng không may thần đệ không thích người quá thú vị. Hoàng huynh thực sự không biết thứ ta cần là gì ư? Nương nương yên tâm, bệ hạ vẫn bình an vô sự. Kẻ mưu phản đã bị xử tử ngay tại hiện trường, cấm quân thương vong nghiêm trọng. Hiện giờ việc phòng vệ trong cung đã giao cho quân Nam Xuyên tiếp quản. Có điều... sao vậy? Nam Dương, Nam Xuyên Dương cũng là người của hoàng thất, lại nắm trọng binh trong tay. Trước mắt hoàng thành đã do ngài ấy nắm quyền kiểm soát, bệ hạ và hoàng tử liệu có gặp nguy hiểm không? Nam Xuyên Dương đã vào cung ở rồi à? Ngài ấy ở chính điện Đông Cung, đó là nơi ở của người kế vị mà. Trước giờ chàng ấy vẫn như thế, đã thích là sẽ giành lấy, không cần hỏi bất cứ ai. Lần này Dương gia cứu giá, ngọc ngà châu báu không thiếu. Theo ngươi thì hoàng đế sẽ ban thưởng cho ngài ấy cái gì? Có khi nào là thưởng cho một vị Dương phi không nhỉ? Là do ta viết thư cầu xin chàng ấy tới. Nếu đêm nay ta không tới tìm chàng ấy thì ngày mai sẽ là một câu chuyện khác. Nếu chàng ấy nổi giận, người gặp nguy hiểm sẽ là bệ hạ và thừa nhi. Dương gia quả là có mị lực, chưa gì đã có mỹ nhân muốn bò lên giường ngày ấy rồi.
Hoàng hậu nương nương tới mà không báo, như vậy khiến thần sợ hãi đấy. Tô Nhan, nếu nàng vẫn còn chút tình cảm với ta, 5 năm trước ta sẵn lòng kháng chỉ vì nàng. Diệu Giang Ưng Nhân là thái tử, gả cho ngày ấy thì ta sẽ thành thái tử phi. Đợi ngày ấy đăng cơ, ta sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đây chính là điều mà ta mong muốn, cầu mà không được. Nếu chàng đã không thể cho ta điều ta muốn, vậy thì đừng cản trở ta nữa. Điều nàng mong muốn, cầu mà không được. Điều nàng mong muốn, cầu mà không được. Tô Nhan, ta nhất định sẽ khiến nàng hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Ta tới để cảm tạ Dương gia dẫn binh hộ giá. Tạ ơn Dương gia đã niệm tình huynh đệ, tình chú cháu. Ta thay bệ hạ và thừa nhi tới để tạ ơn Dương gia. Có Dương gia che chở, chắc chắn sẽ không còn ai dám tới mưu phản nữa. Sao vậy nương nương? Trong thư người khẩn thiết cầu xin sẵn lòng đáp ứng mọi điều kiện kia mà, bây giờ lại khách sáo như thế, tức là người không giữ lời sao? Chỉ cần Dương gia đừng làm hại bệ hạ và thừa nhi thì mọi điều trong thư đều được tính. Được tính. Người mặc nhiều như thế, đây là thành ý của người ư? Nương nương thật sự vì đứa con quan đó và Vũ Văn Ưng Nhân mà sẵn lòng làm bất cứ điều gì ư? Thừa nhi là con trai của ta, không phải con quan. Bệ hạ là vua một nước, cũng là đường huynh của Dương gia. Mong Dương gia nói năng lưu tình. Con trai của người à? Nương nương tài thật, vào cung chưa tới 5 năm đã sinh được một đứa con trai 7 tuổi. Hay là nương nương cũng giúp thần sinh một đứa con trai 7 tuổi đi? Vừa hay thần không thích những đứa trẻ mới sinh hay quấy khóc, như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Còn về Vũ Văn Ưng Nhân, thần rất tò mò, hắn bệnh tật đến thế kia, người hầu hạ hắn bằng cách nào vậy? Người không nói thì ta sẽ đích thân đi hỏi hắn vậy. Nếu hắn trả lời không khớp với người thì ta sẽ cắt lưỡi hắn. Theo người, nếu hắn mất lưỡi rồi thì còn làm hoàng đế được không? Đây là chuyện riêng tư, ta không nói cũng hợp tình hợp lý mà. Chuyện riêng tư. Nếu hắn biết người từng ở chung với nam nhân khác, thì
thì còn làm chuyện riêng tư đó với người nữa không? Người nói đi. Chàng có thể đợi ta thêm một thời gian nữa không? Nương nương, người đang ra điều kiện với ta sao? Những điều ta hứa với chàng, ta sẽ thực hiện. Dù chàng có đòi mạng ta, nương nương còn chẳng sợ chết. Lẽ nào lại sợ hầu hạ thêm một người nữa sao? Cởi đi. Nương nương, người tự cởi đồ cho một mình ta xem đi. Nếu ta cởi giúp người, dù sao cũng phải gọi các huynh đệ hăng hái chiến đấu bên ngoài vào đây để tận hưởng cho đã chứ. Người nói đúng chứ. Dù sao thì chính nương nương đã mời họ tới đây mà. Thưởng cho ít lễ lộc cũng đâu quá đáng. Tiếp tục đi. Vũ Văn Uyên, ta xin chàng. Mất cả hứng. Đánh đàn đi. Cậu định cởi nữa à? Dương gia. Dương gia, bên trong xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cút đi. Ta đi lấy đàn. Phải bị nương nương đó dạy bảo rồi không? Nếu không sao lại trút giận lên Sở tướng quân? Rốt cuộc cũng chỉ có ở Nam Xuyên là yên ổn, chẳng ai quản được mình. Ngày nào Dương gia cũng mang uống chơi đùa vui vẻ biết chừng nào. Phải đấy. Thôi đứng nghiêm đi. Thank you.
Ngài có dùng bữa sáng không? Sai người giám sát Hà Ninh cung. Mỗi ngày nàng ấy làm gì, đi đâu cũng phải báo ta biết. Dương gia, mỹ nhân trên đời này vô số kể, tuy tất cả đều không bằng hoàng hậu nương nương, nhưng mà người ta đã là hậu cung của bệ hạ rồi. Tuy chúng ta có công cứu giá, nhưng cũng đâu cần phải giành người. Nàng ấy vốn dĩ là của ta. Hôm qua ngươi là người đầu tiên xông vào hậu cung, mang đao lại đây, đổi thanh khác cùn hơn. Ngươi dám lạm dụng cực hình với Phiên Dương, tàn sát thân thích ư? Ngươi không mạng Dương pháp, bất chấp cả danh tiếng hay sao? Chắc ngươi đã quên, bổn Dương trước giờ cũng chẳng có danh tiếng gì tốt lành. Đúng là đáng chết, làm bẩn tay ta. Bệ hạ có chuyện muốn nói sao? A Uyên nói đệ ấy muốn nàng. Xin bệ hạ thứ lỗi, là lỗi của Nhan Nhi. Nhan Nhi, nàng có lỗi gì chứ? Là vì nàng đã viết thư gửi Nam Xuyên Dương tới dẹp phản quân, hay là bảo vệ đứa con không phải do mình sinh ra? Nhan Nhi, ban đầu tuyên bố đưa nàng vào cung chưa có sự đồng ý của nàng, là lỗi của trẫm. Nhan Nhi mất mẹ từ sớm, lại là con của thiếp, ở tướng phủ không được coi trọng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu không nhờ tỷ tỷ che chở, e là không thể sống tới ngày hôm nay. Tỷ tỷ cũng vì lo lắng cho thiếp nên mới. Thái y đã nói tỷ tỷ của nàng do sức khỏe yếu kém. Nhan Nhi, nàng đừng dơ hết mọi tội lỗi vào bản thân nữa. Ban đầu nàng tiến cung cũng là tự nguyện rời bỏ đệ ấy. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm, Thừa Nhi sắp tìm nàng rồi đấy. Thần thiếp cáo lui. Bệ hạ, con gái của Lỗ Quốc Công Diệp Như Ngọc đã tiến cung hôm nay rồi. Nhan Nhi, nếu Diệp Như Ngọc gây khó dễ cho nàng, bệ hạ yên tâm, thần thiếp đối phó được. Bệ hạ, nương nương thật hiền lành nhân từ, chưa bao giờ để người lo lắng. Ta thì lại mong thỉnh thoảng nàng ấy có thể tỏ thái độ một chút. Nhan Nhi, không lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Thừa Nhi nghĩ xem hôm nay ăn gì nào. Dân, để con nghĩ. Con gái Lỗ Quốc Công Diệp Như Ngọc,
như Ngọc bái kiến tỷ tỷ. Chức Lam dẫn Thừa Nhi về Húc Dương cung. Sao hôm nay muội muội lại muốn đến Hàn Ninh cung của ta? Cung này đơn sơ, không thoải mái bằng phủ đệ mà Lỗ Quốc công xây riêng cho muội. Tỷ tỷ vẫn khéo ăn khéo nói như ngày nào, nhưng mà tỷ tỷ à, bây giờ ngoài vị trí hoàng hậu ra thì tỷ còn lại cái gì? Muội muội nói chí phải, như thế này cũng đủ rồi. Hôm nay tỷ tỷ lại không đuổi ta đi, sự độ lượng này khiến muội muội lo sợ đấy. Sao muội lại làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Nếu không có thì đừng suốt ngày nói những câu nước đôi như vậy nữa, nghe thấp hèn lắm. Cô sao chàng ấy lại tới đây? Ngọn gió nào đã đưa ái nữ của Lỗ Quốc công đến tận hoàng thành này thế? Nam Xuyên Dương xưng bá một phương, nắm trọng binh biên giới phía nam. Nếu có thể lôi kéo được hắn thì về sau dễ hoàn thành đại sự. Ngọc Nhi bái kiến Dương gia. Nếu bổn Dương nhớ không nhầm thì ắt hẳn bây giờ Lỗ Quốc công cũng đang giống như bọn phản quân, ngồi bên ngoài trong ngóng, nhìn vào hoàng cung này chứ gì. Phụ thân sai ta tới đương nhiên là để tìm một vị minh chủ có thể đảm bảo cho Lỗ Quốc công phủ đời đời vinh hoa. Vậy thì sao? Thế cục hiện giờ bấp bênh không yên, phiên dương các nơi đều bắt đầu có động thái lạ, ai cũng nhăm nhe tranh đoạt quyền thế. Đại quân Nam Xuyên anh dũng thiện chiến, Dương gia dụng binh như thần, còn Vũ Văn Ưng Nhân lại sắp hết thời, không thể cứu giãn. Chủ nhân mới của thiên hạ còn ai khác ngoài Dương gia nữa? Nhưng nếu chỉ dựa vào đại quân Nam Xuyên, e là khó mà ngăn chặn các phiên dương cùng lúc tấn công. Vậy các người có thể đợi quân Nam Xuyên của bổn dương và phiên dương khai chiến, sau khi hai bên cùng thiệt hại thì ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi, thế chẳng phải tốt hơn sao? Đoạt được thiên hạ chỉ là chuyện nhỏ, nắm vững được thiên hạ mới là người có bản lĩnh đích thực. Vậy ý của cô là Lỗ Quốc công sẵn lòng giúp bổn dương ngồi vững ngai vàng, nhưng lại chỉ mong được đảm bảo vinh hoa phú quý thôi ư? Trên đời còn có chuyện tốt cho không này sao? Đương nhiên là không rồi. Ta muốn làm hoàng hậu. Nếu Diệp cô nương và Dương gia có chuyện cần thương lượng, vậy ta xin phép đi trước. Nương nương có nghe thấy chưa? Quá ra nữ nhân trên đời đều như nhau, ai cũng muốn làm hoàng hậu cả. Dương gia, đừng làm tỷ tỷ sợ. Gần đây Dương gia bận bịu công vụ, để ta mang bánh hoa quế tới cho Dương gia. Vậy thì làm phiền nương nương rồi. Dương gia đang làm gì thế? Không phải nàng muốn làm hoàng hậu sao? Sao? Hối hận rồi à? Vẫn còn có người mà.
mong Dương gia kiếp này sẽ vui vẻ ngọt ngào, giống như bánh hoa quế. Đã dâng lên rồi, sao lại đứng ở đằng xa cúi mặt cúi mày, không quỳ trước mặt bổn Dương? Lẽ nào người xem thường bổn Dương, cho rằng bổn Dương không biết cách cầu xin người khác nên muốn làm qua loa cho xong? Nếu đã quỳ, thiếp nghĩ ý của bổn Dương hẳn là bác tỷ tỷ quỳ xuống, di chuyển bằng đầu gối tới đây, phải không? Ngọc Nhi nói rất đúng, nếu đã cầu xin người ta thì lẽ ra phải có thái độ khiêm nhường chứ. Bổn Dương hiện đang ngồi đây, nương nương lẽ ra nên quỳ xuống chứ. Sao thế hoàng hậu nương nương? Đầu gối của tỷ chắc không phải mình đồng da sắt chứ? Hay là tỷ đứng trên dạng người lâu quá, bây giờ đã thành món đồ chơi sống nhờ người khác, đến quỳ xin tha cũng chẳng còn nhớ nữa? Dương gia, ánh mắt của tỷ ấy đáng sợ quá. Chỉ là một con thỏ nằm trong lòng đỏ mắt ghen tị mà thôi, nàng sợ cái gì? Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ đến việc quỳ cũng cần người khác dạy cho sao? Tô Nhan, nàng đã không còn là hoàng hậu một nước mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng nữa rồi. Mời Dương gia thưởng thức.